Dạ vâng, kính chào quý vị cùng các bác các anh em đang truy cập đến kênh chuyên test âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em Tiến Audio Hải Dương. Quý vị và các bác các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2021, video này em xin đưa vào test một đôi loa. Đó là đôi loa Philips đến từ Mỹ. Thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, đó là một đôi loa toàn giải của Philips nha. Dòng loa toàn giải của Philips là một dòng loa quá nổi tiếng rồi. Chắc có lẽ là không cần nhắc đến, các bác đã biết đến thương hiệu này. Nó rất nổi tiếng về dòng loa toàn giải của Philips. Dòng loa bát này thì nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 25 và cái phễu loa chung ở bên trong được gắn liền với bát, đó là đặc trưng của dòng toàn giải. Và giới thiệu về model đôi loa đang hiện hữu cái máy quay, chứ cái máy quay mà các bác đang nhìn thấy đó là đôi loa toàn giải đến từ Mỹ có tên là loa Philips model AD1065 nha. Xin đặt lại model này, Philips model là AD1065. Dòng củ bát này nó cực hiếm, rất hiếm, thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, rất hiếm. Chúng ta có thể vào Google và gõ model là loa toàn giải Philips AD1065, nó sẽ ra cái củ bát này. Và cái củ bát này thì thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, trước khi đến với cái đôi loa này của em là một đôi loa tuyển chọn cực kỳ kỹ. Và em thấy đôi loa này nó quá đẹp. Đây em đang nói về cái màng bát của loa đấy ạ. Nó quá đẹp. Và chúng ta tra là củ loa Philips AD, model là AD1065. Thì chúng ta thấy các trang mạng nước ngoài người ta đang bán thì cái màng của nó rất là xấu. Nó không bao giờ đẹp được đẹp màu xanh đét như này của em. Màu xanh đôi loa này của em, cái màng của nó xanh đét luôn, không phai màu một tí nào. Đó. Riêng dòng này thì nó sở hữu là bát 25, màng giấy, loa ở giữa là loa chung và loa check kèn giấy, check giấy nhá. Và cái xin lỗi nhé, cái dòng loa này nó sử dụng một cái phễu kèn bên trong, đó là cái loa là cái loạt nó tép. Đó. Và cái gân của nó đấy, cái gân loa bát thì nó là gân vải. Đấy, gân vải đi liền với loa rất là bền vững. Và nói về dòng loa toàn giải thì thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta là đa phần là nó chỉ có củ bát mà thôi. Như riêng nói về những dòng loa toàn giải chỉ có ra củ bát. Nhà sản xuất đưa ra củ của loa bát này là dụng ý muốn quý vị và các bác các anh em chúng ta nghe theo sở thích. Tức là chúng ta có thể mua riêng cái củ bát này về, thích thì chúng ta đóng thùng, không thích thì chúng ta có thể là bỏ ngoài để nghe riêng nó, tức là nghe lời. Đấy, nghe bát thì một cái bát mà để ra ngoài thì chỉ có lời thôi, không có tiếng bát, đó là như vậy. Còn có những người thì đóng một cái tấm để mà bắt của loa bát vào, gọi là tấm ván thùng loa ván hở để mà chơi. Có rất nhiều thú chơi dành cho dòng loa toàn giải, có rất nhiều thú chơi dành cho dòng loa toàn giải này. Quanh vào nhà các bác chơi nghiện audio thì các bác chơi những dòng loa này thấy bày biện nó kỳ quặc lắm. Có người thì đóng thùng kiểu này rồi đóng thùng kiểu kia, rất nhiều những model, những biến thể đóng thùng ván hở. Rồi có những người không đóng thùng để cái bát nghe riêng thôi. Đấy. Cho nên là dòng loa này là nó theo sở thích của mỗi một người chúng ta. Nhưng mà khi mà em lấy đôi loa này về thì là đôi loa này đã được lên thùng nhá. Khi em lấy đôi loa này về thì loa đã được lên thùng. Đấy. Lên thùng từ bên Tây. Đấy. Họ nói là đóng thùng từ bên Tây rồi. Người Tây người ta chơi đã có thùng như này rồi. Đấy. Cho nên là về đến Việt Nam là nguyên bản như thế này. Đấy, các bác nhé.
Và bây giờ xem em sẽ đọc về thông số của củ loa này. Cái củ loa thì nó là củ từ, gọi là củ từ ống bơ. Đấy, củ từ ống bơ nhé, củ từ ống bơ dài lắm, và còn nó là dòng củ từ chống nhiễu. Dòng loa này thông thường quý vị và các bác các anh em chúng ta có thể phối ghép với những phương án như sau: những âm đi bán dẫn như lúc man, hoặc là những dòng Fischer, hay là những dòng nói chung là dòng cổ cổ có chất âm hay ấy, là chúng ta ghép vào là mềm mượt rất là hay. Và đặc biệt các bác có điều kiện hơn nữa, các bác có thể ghép với âm đi đèn thì càng tuyệt vời. Về thông số của ba chiều đôi loa này như sau: đôi loa này có một cái chiều cao là 70, chiều rộng là 50, chiều sâu là 31. E căng của nó được bọc bằng vải e căng bao bố các bác nhá, e căng vải bao bố rất là ok, bao tải đấy, gọi là bao bố, người gọi là bao tải, có người gọi là bao bố, rất là đẹp. Rồi bây giờ thì xin công bố giá bán, rồi sẽ quay chi tiết xung quanh loa. Đôi loa này đẹp xuất sắc, đẹp như mới vậy. Đôi loa này có giá bán là 15 triệu đồng các bác nhá, có giá bán là 15 triệu đồng. Đó. Hình thức em bao zin và bao đẹp cho quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Nó là hình thức rất là đẹp đúng không ạ? Giống như tai nôi ấy. Ok. Đây là lỗ thông hơi này. Còn đây là căng của nó này. Đấy, và nó vẫn còn cái bẩn bẩn nhỏ nhỏ thôi. Các cầu vắt dây vẫn nhỏ nhé, em lười. Còn thùng nó đẹp keng, xuất sắc. Chuyển đau qua cái này bóng lộn đẹp cực kỳ luôn. Còn đây là cái căng nguyên bản này. Đó. Rất ok, rất là đẹp. Đôi loa này đẹp không có chỗ chê được nhá. Xung quanh là thùng cũng lạ hết. Rồi. Và hai chiếc âm đi có lẽ không cần phải quay nữa vì nó đã quá quen thuộc với quý vị các bác cùng anh em chúng ta luôn theo dõi kênh của em rồi. Đó là chiếc âm đi Luckman L80 bản kỷ niệm, đẹp xuất sắc, giá là 15 triệu 500 ngàn đồng. Và dưới là chiếc âm đi Đà Lông PMA 890DG điện 100V mặt vàng chanh hai hồi gỗ, có thích hợp tính năng giải mã nhạc mạng optical. Giá bán của chiếc âm ni này là 17 triệu 500, bao rẻ nhất mặt đất Việt Nam này. Và bây giờ xin mời quý vị các bác cùng anh em chúng ta hãy cùng đi đến buổi test âm thanh cho đôi loa. Có lẽ là vừa em chưa quên, em không quay cái màng loa cho anh em xem nhỉ. Đây, quay kỹ cho các bác các anh em chúng ta nhìn đẹp thật sự mà nói. Kiếm những đôi loa toàn giải mà nó còn được đẹp như thế này thì quả thật là một sự rất là hiếm có, chứ không phải là cặp nào cũng đẹp, cái màng nó đẹp như thế này, đẹp thật. Quả thật mấy em nói em phải nói là tấm tắc khen ngợi, vì các bác vào trong cái trang mạng chúng ta tra loa thì chúng ta thấy là đánh cái củ loa này ra, các bác sẽ nhìn thấy được cái bát của dòng loa Philips này, model là AD1065. Em đã vào trong mạng trang mạng em search cũng như kiểm tra rồi. Những dòng loa thì những người ta bán thì không bao giờ được đẹp như các em dám đảm bảo các bác như vậy, không bao giờ được đẹp, phai hết màu rồi, và thậm chí còn bục lát rồi vân vân. Nhưng mà đôi loa của em còn zin nguyên bản nhé, và màng xanh đẹp, đẹp tuyệt vời. Rồi bây giờ xin mời quý vị các bác cùng anh em chúng ta hãy cùng đi đến với buổi test âm thanh. Các bác hãy có tai nghe, hãy đeo tai nghe vào để chúng ta cảm nhận cái chất âm cực kỳ mềm mịn, sâu lắng và sắc nét, cực kỳ là mềm mịn nhé. Tiếng bát của nó thanh cao, mềm mịn, cực kỳ là hay. Nghe để mà nói những dòng nhạc chậm rãi thì giờ dòng loa này là dòng loa quá ok cho quý vị các bác của anh em chúng ta. Giá đầu tư của nó chỉ 15 triệu đồng, nghe hay, bài đẹp.
và cũng dễ ghép âm đi, toàn giải mà dễ ghép âm đi, độ nhạy cực kỳ cao. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng lắng nghe âm thanh. Những đêm trời mưa gió thâu trắng tươi tinh
nhận nuôi nấng cả một đời mối tình thời dài. Giờ đây đường ai lối mưa gió về buồn nào và từ đó thời xa anh giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào. Vâng, rất nét, rất chi tiết, tiếng bát cực kỳ mềm mại phải không thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị các bác cùng anh em.